Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được tiếp nối đến bài Mấy đoạn tơ lòng. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1941. Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy đoạn tơ lòng, lòng người muốn dậy trời chưa dậy, cuộc thế xoay dần đất phụ sao. Nhân nhân cho rồi câu bị cực, thời lai sẽ được cảnh tiêu dao. Nam mô A Di Đà Phật.